Có 3 vấn đề lớn trong cuộc sống của đa số con người hiện nay. Thứ nhất là những cái vấn đề về sức khỏe, tức là cái tình trạng thường xuyên bị thiếu năng lượng, mệt mỏi, đau nhức xương khớp và những cái căn bệnh khác. Thứ hai là những cái vấn đề về tinh thần, ví dụ như là thường xuyên cảm thấy stress, áp lực, lo lắng, phiền muộn về công việc, về các cái mối quan hệ. Rồi thứ ba nữa là những cái vấn đề về tâm trí, trí tuệ, làm sao để có thể phát triển bản thân, phát triển nhận thức, phát triển trình độ của mình và thoát khỏi cái tình trạng mù mờ. Cho nên mình gọi ba cái vấn đề đó là ba vấn đề về thân, tâm và trí. Và để có thể giải quyết được ba vấn đề này á, thì có một phương pháp vô cùng hữu hiệu, đó chính là thực tập chánh niệm. Khi mà chúng ta thành thạo cái lối sống chánh niệm á, thì chúng ta có thể tự chữa lành cho những cái tổn thương ở bên trong mình này. Chúng ta có thể giải phóng được những cái năng lượng tiêu cực và chúng ta tăng trưởng được cái trí tuệ của bản thân. Vậy thì cái mấu chốt ở đây là làm sao để thực tập được chánh niệm. Thì trong cái video lần này, mình sẽ chia sẻ tới mọi người về 4 cách để thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày. Và trước tiên thì mình xin phép được giới thiệu qua chánh niệm là gì và tại sao chánh niệm lại quan trọng và hữu ích đến như vậy. Trong cơ thể của một con người á, thì nó bao gồm 2 phần chính, đấy là phần thân và phần tâm. Khi mà thân của bạn ở đâu và tâm của bạn cũng ở đó, thì đấy là khi bạn đang có chánh niệm. Còn khi mà thân của bạn một nơi, tâm của bạn một nẻo, thì tức là bạn đang thiếu đi chánh niệm. Cho nên người ta nói rằng là chánh niệm tức là sống trong hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có duy nhất một cái khoảnh khắc mà thân thể của chúng ta nó tồn tại, đó chính là cái khoảnh khắc hiện tại này. Và chỉ có duy nhất một địa điểm nơi mà thân thể của chúng ta nó hiện diện, đấy chính là cái địa điểm ngay ở đây, ngay cái chỗ mà bạn đang ngồi, bạn đang nằm, bạn đang đứng ở đây, chứ không phải là một chỗ nào khác cả. Cho nên khi mà cái thân của bạn nó ở đây và cái tâm của bạn nó cũng ở đây, nó ở hiện tại, thì tức là bạn đang có chánh niệm. Còn khi mà thân của bạn ở đây nhưng tâm của bạn đang bận rộn suy nghĩ đến những cái khác, thì tức là bạn đang thiếu đi mất chánh niệm. Theo các bạn thì đâu là cái nơi tuyệt vời nhất ở trên cái thế giới này? Có phải là châu Âu không? Có phải là Mỹ không? Có phải là Nhật Bản, Hàn Quốc? Hay là một cái khu du lịch resort 5 sao? Hay là một cái hành tinh khác? Hay là thiên đường? Thì bây giờ mình giả sử cho các bạn thế này. Nếu như mà chúng ta đang được đi nghỉ mát ở một cái khu resort 5 sao ở tận Mỹ đi, gọi là một cái nơi gọi mà hoành tráng và xa hoa bậc nhất của thế giới đi. Các bạn đang nghỉ mát ở đó và các bạn đang được ăn những cái món ăn ngon nhất trên thế giới đi. Nhưng cái tâm trí của các bạn nó đang còn bận rộn, lo lắng cho công việc chẳng hạn. Ví dụ như là công ty đang gặp khó khăn, giá cổ phiếu đang tụt giảm một cách không phanh, và cái tâm trí của các bạn nó đang phải lo nghĩ cho cái việc đó. Hoặc là các bạn đang phải đau khổ vì tuần trước vừa bị người yêu phản bội chẳng hạn. Thì thử hỏi xem là bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Bạn có cảm nhận được cái sự sung sướng khi mà đang tận hưởng cái kỳ nghỉ mát ở cái khu du lịch 5 sao đó nữa không? Chắc chắn là không, đúng không nào? Bởi vì khi đó chỉ cái thân của bạn nó hiện diện ở trong hiện tại thôi. Còn cái tâm của bạn á, thì nó đang bay nhảy đi tận những cái nơi khác. Thân và tâm không hợp nhất về cùng một mối thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể có được cái sự bình an, cái sự hạnh phúc hay là cái trí tuệ được. Thực chất á, thì cái việc mà con người ta cứ luôn nghĩ về quá khứ á, chẳng qua là do ở trong quá khứ nó đã từng xảy ra một cái việc nào đấy khiến cho các bạn cảm thấy không thoải mái. Và thứ hai là khi mà chúng ta cứ nghĩ đến tương lai á, thì cũng chẳng qua là do ở trong tương lai chúng ta lo sợ là sẽ có một cái tình huống nào đấy khiến cho chúng ta không thoải mái, đúng không? Cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta vẫn muốn đảm bảo cho cái sự thoải mái, cho cái sự an toàn, dễ chịu của chính bản thân mình thôi. Nhưng mà có một điều mà bạn quên mất rằng là ở ngay trong chính hiện tại, bạn đang có cái sự thoải mái đấy rồi. Đó, thành ra là chúng ta cứ bỏ quên cái mà mình đang có và cứ tìm nó ở đâu đâu á. Cũng giống như cái việc là bạn đang đeo kính ở trên mắt, nhưng mà bạn lại không nhận ra và bạn cứ đi tìm kính. Vậy thì dù bạn có tìm kính ở đâu đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không thể tìm thấy được kính, bởi vì nó đang ở trên mắt bạn mà, đúng không? Nhưng mà chỉ cần ngay tại lúc này, bạn nhận ra được là à, cái kính nó đang ở trên chính, trên mắt mình rồi, mình không cần phải đi tìm ở đâu nữa cả.
thì ngay lập tức là bạn sẽ tìm được cái kính thôi. Thì tương tự như vậy thôi, chúng ta đi tìm sự thoải mái, đi tìm sự hạnh phúc, đi tìm sự an toàn. Nhưng thực chất thì nó đang có ở ngay cái giây phút hiện tại rồi. Cho nên chỉ cần chúng ta nhận ra được điều đó và chúng ta quay trở về với cái hiện tại, thì ngay lập tức chúng ta sẽ có được sự an toàn, có được hạnh phúc và có được trí tuệ, có được tất cả những cái sức mạnh mà chúng ta cần ở trong cái cuộc sống này. Những người mà người ta có trí tuệ đó, họ không bao giờ vọng tưởng về tương lai hay quá khứ, mà họ chỉ tập trung vào hiện tại thôi. Họ chỉ nghĩ rằng là tại cái giây phút này này, mình có thể làm được cái điều gì tốt nhất để giải quyết những cái vấn đề của bản thân mình. Cho nên là cái việc sống chánh niệm á, nó rất là quan trọng. Bởi vì chỉ có cái giây phút hiện tại này là cái giây phút duy nhất mà chúng ta đang hiện diện và có tất cả sức mạnh để làm những gì mà chúng ta muốn thôi. Và ngay bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho chúng ta 4 cách để mà có thể thực tập chánh niệm ở trong cuộc sống hàng ngày. Để mà thực tập chánh niệm á, thì chúng ta nên quay về với cái hơi thở của mình trước. Bởi vì sự sống của chúng ta á, nó được bắt đầu từ hơi thở. Nó được đo bằng hơi thở và nó cũng được quyết định bằng hơi thở. Còn thở là còn sống, mà không thở nữa thì coi như là thôi, đúng không? Đó, cho nên hơi thở mới là cái điều quan trọng nhất đối với sự sống của chúng ta. Chứ không phải là tiền bạc, không phải là danh vọng, không phải là các mối quan hệ. Những cái kia nó cũng quan trọng, nhưng mà nó chỉ là những cái thứ hỗ trợ, những cái thứ làm tăng thêm cái thi vị, cái ý nghĩa cho cuộc sống thôi. Còn cái hơi thở mới là cái quan trọng nhất. Cho nên là để mà nói rằng là nên quan tâm đến cái gì nhất trong cuộc sống á, thì đáng lẽ ra chúng ta nên quan tâm nhất đến cái hơi thở của bản thân mình. Nhưng mà có một cái nghịch lý là mình dám chắc rằng hầu như tất cả mọi người xem cái video này, rất ít khi chúng ta để ý đến cái hơi thở của chúng ta. Chỉ có những cái lúc nào mà chúng ta bị nghẹt mũi đó, chúng ta không thể thở được nữa đó, chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi và nó ảnh hưởng đến cái sự sống ấy, thì khi đó chúng ta mới bắt đầu chú ý đến cái hơi thở của mình thôi. Còn lại đa số thời gian trong ngày thường thì chúng ta lại không bao giờ để ý đến cái hơi thở. Khi mà bạn xa rời cái hơi thở này, bạn xa rời cái cơ thể của bạn, bạn xa rời cái cuộc sống của bạn, mà bạn lại mong muốn rằng bạn có một cơ thể khỏe mạnh, bạn có một cuộc sống ý nghĩa, thì đấy là điều không thể xảy ra. Cho nên để mà thực tập chánh niệm thì đầu tiên là chúng ta nên quay về với cái hơi thở của mình. Và có một cái bài tập rất là đơn giản để chúng ta tập với cái hơi thở, đó chính là cái bài tập hít thở có ý thức. Thì cái bài tập này nó như thế nào? Nó rất là đơn giản thôi và mình nghĩ rằng có thể các bạn đã từng nghe được ở đâu đó rồi. Đầu tiên á, chúng ta hãy ngồi trong một cái tư thế nó thoải mái, ngồi như là tư thế thiền chẳng hạn đó. Bạn hãy giữ một cái tâm thế nó thả lỏng, thư giãn và giữ cho cái lưng thẳng. Và sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tập hít thở. Đầu tiên á, hít một hơi thật là sâu và kết hợp với việc là phình bụng lên. Đó, vừa hít vào thật là chậm và vừa dành cái sự chú tâm của mình á, vào cái bụng á, cảm nhận rằng cái bụng của mình á, nó đang phình lên một cách chậm rãi. Đó, và sau khi mà phình lên hết cỡ rồi thì bắt đầu thở ra thật là nhẹ nhàng, chậm, đồng thời dành cái sự chú tâm để cảm nhận rằng cái bụng của mình á, nó đang xẹp xuống. Đó, khi mà các bạn cứ hít thở thật là chậm, giữ cho cái lưng thẳng và dành cái sự chú tâm đến cái bụng của mình á, nó phình lên, nó xẹp xuống á, thì dần dần á, cái tâm trí nó sẽ được lắng xuống và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái hiện tại. Chúng ta sẽ bắt đầu kết nối lại với cái cơ thể của mình. Đó. Và sau một lúc như vậy, khoảng 5 đến 6 lần hít thở như vậy, thì các bạn bắt đầu thực hành cái bài tập này nó sâu hơn. Tức là chúng ta bắt đầu đếm hơi thở. Thì với mỗi một cái lượt mà mình hít vào và mình thở ra như vậy, thì các bạn đếm 1. Rồi đến cái lượt tiếp theo, hít vào, thở ra, các bạn lại đếm 2. Tiếp tục như vậy, đếm 3, đếm 4, đếm 5. Thì có một cái điều ở đây là khi mà chúng ta càng đếm được nhiều á, thì chứng tỏ là chúng ta, cái sự tập trung của chúng ta nó càng sâu, nó càng tốt. Còn với những người mới bắt đầu á, thì dường như là sẽ có những cái lúc mà chúng ta bị phân tâm. Tức là bạn đếm 1, đếm 2, đếm 3 và bạn bắt đầu suy nghĩ đến cái này, đến cái kia và bạn quên đếm. Thì không sao cả. Khi mà cảm xúc chúng ta nó đang trôi dạt như vậy
thì chỉ cần bạn nhắc nhở với bản thân là à, mình lại nghĩ lung tung rồi, và bạn kéo cái tâm trí quay trở về hiện tại, lại bắt đầu tập trung vào cái bụng phình lên, xẹp xuống, rồi bắt đầu đếm lại từ 1, 2, 3. Thì cứ như vậy, bạn tập cái bài tập hơi thở có ý thức này một ngày 15 phút, rồi một ngày 30 phút. Thì dần dần á, chúng ta sẽ bắt đầu có cái ý thức về cái việc hít thở của mình á. Và khi đến một cái trình độ gọi là thuần thục đó, thì chúng ta sẽ có cái khả năng là điều tiết hơi thở ở trong cuộc sống. Các bạn để ý là cái hơi thở này á, nó gắn liền rất là mật thiết với tất cả những cái trạng thái của chúng ta. Khi mà chúng ta lo lắng, hồi hộp hay là tức giận á, tự khắc là cái tim nó đập nhanh này, và cái hơi thở nó sẽ trở nên gấp gáp hơn. Khi mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi đó, tự khắc là cái người nó trùng xuống và cái hơi thở nó rất là nặng nề. Cho nên bằng cái sự điều tiết hơi thở một cách có ý thức á, bạn sẽ làm chủ được những cái trạng thái của bản thân. Và ví dụ như là khi mà các bạn mệt mỏi chẳng hạn, thì chỉ cần ngồi thẳng lưng lên và bắt đầu hít thở thật chậm, điều tiết hơi thở một lúc như vậy, thì tự nhiên á, cái cơ thể nó bắt đầu có năng lượng, cái hơi thở nó bắt đầu ổn định, và bạn sẽ bắt đầu gọi là máu lên não á, và cái não bộ đó nó bắt đầu gọi là được đánh thức, được tỉnh táo, được nạp năng lượng á, thì khi đó chúng ta sẽ hết mệt mỏi ngay lập tức. Còn khi mà chúng ta đang tức giận hay là lo lắng chẳng hạn á, thì chỉ cần chúng ta ngồi thẳng lưng lại và hít thở chậm lại trong vòng 3 phút thôi, mình dám chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy là cái sự lo lắng hay là cái sự tức giận á, nó lập tức tan biến, và cái tâm trạng của chúng ta nó bình ổn trở lại, cái lý trí của chúng ta nó quay trở lại, và chúng ta sẽ bắt đầu nhìn ra được những cái cách để mà tháo gỡ được cái vấn đề lúc đó. Thì đấy chính là cái tác dụng khi mà chúng ta bắt đầu quay trở về với hơi thở. Cái bài tập thứ hai là bài tập chánh niệm để mà tự chữa lành những cái tổn thương về thể chất cũng như là tinh thần. Thì cái cơ thể của con người á, nó có một cái khả năng tự chữa lành rất là kỳ diệu. Nhưng mà để kích hoạt được cái năng lực tự chữa lành trong cơ thể của chúng ta á, thì nó đòi hỏi một chút cái điều kiện. Ở đây tức là thứ nhất là bạn phải có cái sự quan tâm dành cho cái cơ thể của mình, và thứ hai là bạn bắt đầu phải lan tỏa được cái năng lượng yêu thương dành cho nó. Cho nên có một cái bài tập để mà chúng ta dùng cái năng lực chánh niệm để tự chữa lành những cái tổn thương cho chính bản thân mình. Thì đầu tiên chúng ta cũng ngồi vào trong một cái tư thế thiền, giữ lưng thẳng này, nhưng mà cơ thể thì để thả lỏng thoải mái này. Và chúng ta bắt đầu với cái việc là hít thở chậm để mà điều tiết lại cái tâm trí đó, cho cái tâm trí nó lắng dịu xuống một lúc. Đó, và chúng ta hít thở chậm trong khoảng 5 đến 6 lần như vậy. Thì chúng ta bắt đầu thực hiện một cái hành động, đấy là cái hành động quét từ trên đỉnh đầu xuống đến dưới ngón chân, quét khắp cơ thể một lượt bằng cái tâm trí. Thì quét bằng tâm trí như thế nào? Đầu tiên, bạn bắt đầu dành cái sự chú ý của mình đến cái đỉnh đầu, tập trung cái sự cảm nhận của mình á, đến cái vùng đỉnh đầu trong khoảng 10 giây. Rồi sau đó bạn từ từ chuyển cái sự chú ý xuống đến vùng hai bên đầu này, và tập trung cái sự chú ý vào hai bên đầu này trong khoảng 10 giây nữa. Đó. Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta lại chuyển cái sự chú ý đến vùng trán, và tập trung cái sự chú ý vào đây trong khoảng 5 đến 10 giây. Rồi dần dần chuyển sự chú ý đến mắt này, đến hai tai này, đến miệng này, đến cằm, đến cổ, đến hai vai, đến vùng ngực, đến bụng, đến hai cánh tay, bàn tay. Và cứ như vậy chúng ta lần lần chuyển cái sự chú ý đó xuống đến các đầu ngón chân của mình. Và tại mỗi một bộ phận thì chúng ta dừng cái sự chú ý lại trong khoảng từ 5 đến 10 giây. Và cũng không quên cái việc hít thở chậm. Thì cái bước quét này á, nó để làm gì? Nó để chúng ta rà soát lại khắp cơ thể một lượt, đưa cái sự chú ý của mình, cái tâm trí của mình á, nó bắt đầu quan tâm đến cái cơ thể của chúng ta một lượt, để phát hiện xem là có một cái bộ phận nào ở trên cơ thể mình nó đang gặp một cái bất ổn hay không. Ví dụ như là trong ngày hôm đấy các bạn đang làm việc rất là mệt mỏi rồi, thì khi buổi tối đó các bạn quét đến cái vùng trán hay là cái vùng thái dương á, các bạn sẽ cảm thấy là nó bị đau nhức. Đó, hay là trong ngày hôm đấy các bạn gặp phải một cái nỗi buồn, một cái biến cố nào đó chẳng hạn, thì khi các bạn quét đến cái vùng
ngực á, cái vùng trái tim của chúng ta, các bạn sẽ cảm thấy nó bị nặng nề, nó bị khó thở, bởi vì là cái luân xa tim lúc đấy nó đang bị nghẽn lại. Đó, hay là ví dụ chúng ta quét đến cái vùng tay và chúng ta cảm thấy là tay của mình hôm nay bị mỏi, thì cái việc quét này á, nó để chúng ta rà soát và tìm ra được những cái chỗ bất ổn ở trên cơ thể mình. Có khi bình thường là chúng ta không để ý đến thì chúng ta sẽ không nhận ra được là ở chỗ đó nó có một cái sự mệt mỏi đâu. Nhưng khi chúng ta bắt đầu ngồi tĩnh tâm lại và đưa cái sự quan tâm trở lại đến với bản thân mình á, thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng là à, cơ thể của mình nó đang không ổn ở cái chỗ đó. Đó, hay là khi mà các bạn đã có những cái biểu hiện bất ổn rõ ràng ở một cái bộ phận nào đó rồi á, ví dụ như là ngày hôm nay các bạn vừa mới chia tay người yêu đi và các bạn cảm thấy rất là đau khổ, thì chắc chắn là cái vùng lồng ngực đó nó đang bị thắt lại rồi, nó đang không ổn rồi. Hay là hôm nay các bạn bị va vào đâu đó và các bạn bị đau tay, thì chắc chắn không cần quét đúng không, các bạn cũng biết là cái cánh tay nó đang bị đau rồi. Thì tiếp theo là cái bước chính, là cái bước chữa lành á. Thì đầu tiên á, chúng ta phải dành cái sự chú tâm của chúng ta hướng đến cái khu vực mà cần chữa lành đó. Ví dụ như là chữa lành ở cái vùng cánh tay chẳng hạn, đúng không? Thì đầu tiên là các bạn cần phải hướng cái sự chú tâm trở về tập trung vào cái vùng cánh tay của các bạn. Rồi đến bước thứ hai á, là chúng ta bắt đầu dùng cái bàn tay của mình này, cái bàn tay, và nhẹ nhàng chạm thật nhẹ vào cái vùng của cơ thể mà đang bị tổn thương đó. Cái bàn tay của chúng ta nó chứa đựng rất nhiều những cái năng lượng của cái sự chữa lành. Các bạn cứ để ý là khi mà các bạn dùng cái bàn tay và các bạn chạm vào một cái phần ở trên cơ thể á, và các bạn tập trung cảm nhận, thì chúng ta sẽ thấy được là có một cái hơi ấm, một cái sức nóng nó dần dần nó lan tỏa từ cái bàn tay á, nó thấm sâu qua cái làn da và nó đi vào trong cơ thể của mình. Thì đấy chính là cái năng lượng của cái sự chữa lành. Cho nên cái việc mà chúng ta cần làm lúc này á, là thứ nhất, chạm nhẹ cái bàn tay của mình lên cái khu vực cần chữa lành đó. Và thứ hai là dành toàn bộ cái sự tập trung quan tâm đến cái khu vực đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu nói những cái lời yêu thương, tâm niệm ở trong tâm trí của mình, gửi đến cái khu vực đang cần chữa lành. Ví dụ như là: tôi rất là yêu thương bạn. Tôi biết rằng ngày hôm nay bạn đã phải cố gắng rất là nhiều cho cuộc sống của tôi. Tôi rất xin lỗi vì đã làm cho bạn những cái điều không thoải mái đó. Tôi rất hy vọng rằng trong giờ phút này bạn sẽ quay trở về đây, thư giãn, cảm nhận cái sự chữa lành này. Tôi rất là biết ơn bạn vì tất cả những điều mà bạn đã làm cho tôi. Đó, chúng ta hãy tự trò chuyện với chính mình và gửi những cái niệm lành đến cái vùng mà nó đang bị tổn thương đó. Thì dần dần á, sau khoảng 10 phút, 20 phút, các bạn sẽ cảm nhận được một cái sự dễ chịu, thoải mái, nó bắt đầu nó lan tỏa ra ở cái khu vực đó. Thì khi đó chính là cái lúc mà cái năng lượng chữa lành ở bên trong chúng ta nó bắt đầu được kích hoạt. Rồi những khi mà chúng ta gặp phải chuyện buồn đau chẳng hạn á, thì chỉ cần tự lấy hai bàn tay của mình này, ôm lấy hai bên vai mình, hoặc là đặt nhẹ lên cái vùng trái tim của mình á, và bắt đầu tập trung hướng tới cái vùng trái tim và nói những cái lời yêu thương như vậy, thì sau một lúc những cái tổn thương của các bạn nó cũng sẽ được xoa dịu. Thì đó chính là cái cách thứ hai, cái bài tập là dùng năng lượng chánh niệm để có thể tự chữa lành cho những cái tổn thương về thể chất cũng như là tinh thần. Thực ra thì tràn ngập xung quanh chúng ta có rất nhiều những cái tình yêu và những cái hạnh phúc, có rất nhiều cái cơ hội để bạn có thể cảm nhận được cái niềm hạnh phúc và cái tình yêu thương đó. Nhưng mà bạn không cảm nhận được bởi vì là bạn chưa có cái năng lực chánh niệm. Cho nên cái bài tập thứ ba này á, nó sẽ là cái bài tập tập hiện diện trong hiện tại để có thể bắt đầu cảm nhận được cái tình yêu thương và cái niềm hạnh phúc ở xung quanh mình. Ở cái bài tập này á, thì các bạn chỉ cần dành cái sự chú tâm của mình á, và quan sát tất cả những gì nó đang xảy ra ở trong hiện tại. Quan sát càng kỹ càng tốt, càng chi tiết càng tốt. Đó, cái yêu cầu của cái bài tập 3 này là cái bài tập chúng ta luyện cái sự quan sát và cái sự để tâm đến cái sự hiện diện ở trong hiện tại. Cho nên là mình cũng không có kỳ vọng rằng là mọi người ngay lập tức có thể có cái sự quan sát 24/7, 24/24 được. Nhiều khi chúng ta sẽ mải làm cái nọ cái kia và chúng ta sao lãng đi mất.
Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể là, ví dụ bạn chọn ra một cái hành động mà bạn yêu thích, hoặc là bạn chọn ra một cái khung thời gian nào đấy để bạn thực hành cái bài tập này. Ví dụ như là bạn chọn ra cái thời điểm là bữa trưa đi, một cái hành động là ăn trưa, để bạn bắt đầu thực hiện cái bài tập quan sát này. Thì chúng ta thực hiện như thế nào? Nếu như mà từ trước tới giờ bạn thường có cái thói quen là vừa ăn vừa xem tivi, vừa ăn vừa xem điện thoại, vừa ăn vừa nói chuyện, rồi thì ăn rất là nhanh, ăn ào ào ào, 10 phút là xong một bữa cơm. Thì để mà thực hiện cái bài tập hiện diện trong hiện tại này á, các bạn hãy thay đổi cái cách ăn uống của mình trong cái bữa ăn đó đi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu thay đổi như sau. Đầu tiên á, bạn hãy tắt tất cả những cái thiết bị tivi và điện thoại đi, để mà dành toàn bộ cái sự chú tâm của chúng ta vào cái bữa ăn đó. Và thứ hai là chúng ta sẽ thực tập cái sự im lặng trong khi ăn, tức là sẽ không có nói chuyện phiếm, không có cười đùa. Giả dụ như mà có ai hỏi mình một câu gì đó thì chỉ trả lời khi đó là một cái câu thực sự cần thiết trả lời, và có trả lời á, thì phải nhai hết một cái miếng cơm thì mới trả lời đó. Còn lại á, toàn bộ cái thời gian bữa ăn chúng ta sẽ tập cái sự im lặng. Rồi thứ ba nữa là bắt đầu tập cái sự quan sát. Khi mà đã chú tâm rồi, khi mà đã im lặng rồi thì bắt đầu quan sát. Quan sát những cái gì? Chúng ta bắt đầu quan sát xem là hôm nay á, có những cái món ăn gì, những cái món ăn đó màu sắc ra sao, được làm từ cái nguyên liệu gì đó, cái vị của nó như thế nào, trong số những cái món này thì món nào là món mình thích nhất. Rồi bắt đầu thử nghĩ xem là cái món này á, nó được nấu như thế nào đó. Rồi bắt đầu hướng cái sự chú tâm đến cái động tác của mình á, mình gắp cái món ăn như thế nào này, mình đưa vào miệng như thế nào, mình nhai, mình cảm nhận nó như thế nào đó. Rồi bắt đầu mở rộng cái sự quan sát ra đến xung quanh, xem là mọi người đó trong cái bàn ăn đó đang làm gì, họ ăn như thế nào, cái cảm xúc, cái tâm trạng của họ đang như thế nào. Tức là chúng ta bắt đầu im lặng và tập trung hết sức vào cái bữa ăn để mà quan sát càng kỹ càng tốt. Thì làm cái điều này á, nó có cái lợi gì? Thứ nhất là bạn ngắt được hết tất cả những cái sự nhiễu loạn, để mà cái tâm trí của chúng ta nó tĩnh lặng hoàn toàn và nó bắt đầu hiện diện ở trong hiện tại. Và khi mà chúng ta bắt đầu hiện diện ở trong hiện tại và bắt đầu quan sát thật kỹ, thì bắt đầu chúng ta sẽ nhận ra được những thứ mà bình thường á, chúng ta không hề nhận thấy được. Và đó, trong những thứ đó sẽ có những cái được gọi là tình yêu, được gọi là hạnh phúc, được gọi là phép màu. Mình không có thể nào mà diễn tả hết được tại cái thời điểm này. Bởi vì nếu như mà các bạn chưa thực tập á, thì dù mình có nói, các bạn cũng sẽ không thể hình dung ra được. Cho nên mình muốn là các bạn hãy thử trong cuộc đời á, hãy thử một lần trong một bữa ăn, thay đổi cái cách ăn của mình và thực tập cái bài tập này. Im lặng, quan sát và cảm nhận. Thì khi đó mình tin chắc là các bạn sẽ cảm nhận ra một cái gì đấy rất là khác biệt. Và chỉ cần sau một bữa ăn như vậy thôi, thì mình tin rằng cái suy nghĩ, cái cảm xúc, cái quan điểm, thậm chí là cái cách sống của bạn á, nó cũng sẽ khác đi rất là nhiều. Và nó khác theo cái chiều hướng tích cực nha. Thì các bạn hãy cứ thử tập cái bài tập này đi. Chúng ta sống 60 năm cuộc đời đúng không? Không có lý do gì là chúng ta lại không có thể dành ra một lần trong đời để mà thử tập cái bài tập này. Và khi mà các bạn thử cái bài tập này một lần á, thì các bạn sẽ cảm nhận được những cái sự khác biệt, cái mà mình gọi là tình yêu, mà mình gọi là hạnh phúc ở trong đó. Thì khi đó chính các bạn sẽ nghiệm ra được, chính các bạn sẽ hiểu được, mà không cần mình phải giải thích thêm ở đây. Và cuối cùng á, là cái bài tập chánh niệm trước khi ngủ. Thì cái bài này nó rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn có thể tự chữa lành và đi vào một cái giấc ngủ rất là ngon. Thì đầu tiên là chúng ta phải tách cái điện thoại ra nhá, cất điện thoại đi, không dùng điện thoại. Rồi sau đó chúng ta bắt đầu nằm lên giường, nằm ngửa lên, thả lỏng cơ thể nhá. Và đầu tiên thì chúng ta cũng bắt đầu với cái việc là tập hít thở chậm, hít thở có ý thức, để bắt đầu đưa cái tâm trí của mình ấy, nó lắng dịu xuống. Và sau khoảng 5 lần hít thở như vậy, thì chúng ta bắt đầu tập cái bài tập này. Đầu tiên là bạn hít vào một hơi thật sâu và phình hết cái bụng lên. Mình làm đến cái động tác nào thì mình cảm nhận đến cái chỗ đó. Đầu tiên là mình phình cái bụng lên, thì mình sẽ chú ý đến cái bụng. Đó, hít một hơi thật sâu, phình bụng lên và chú ý đến cái bụng.
rồi thở ra một hơi, xẹp bụng xuống. Tiếp đến là bạn lại hít một hơi thật sâu. Và lúc này á, thì bạn căng hết cái cơ trên mặt ra, tức là bạn kéo căng, bạn giãn hết cái cơ trên mặt ra, trong khi là vẫn dành cái sự tập trung của mình á, đến cái hơi thở và những cái cơ mặt á, bạn hướng cái sự tập trung của mình đến cái khuôn mặt của mình. Rồi sau đó bạn thở ra thật là nhẹ nhàng, đồng thời bạn thả lỏng cái cơ mặt trở lại. Tiếp đến là bạn hít một hơi thật sâu và gồng hai cái vai của mình lên, gồng hết cỡ lên, nhưng mà làm thật chậm thôi. Rồi sau đó bạn thở ra thật là chậm và thả lỏng cái vai trở lại. Cứ như vậy, tiếp đến với hai cánh tay này, hai bàn tay này, đến đôi chân này, đến bàn chân này. Mỗi khi mà chúng ta đến cái bộ phận nào đó thì chúng ta hít một hơi thật sâu, đồng thời là gồng, căng cái cơ ở cái bộ phận đó lên. Và sau đó thì chúng ta thở ra thật là chậm và chúng ta thả lỏng cái cơ ở cái bộ phận đó xuống. Thì cái bài tập này á, nó là một cái bài tập yoga. Sau 5 phút các bạn làm như vậy một lượt từ trên xuống dưới á, thì cái cơ thể nó sẽ được đi vào cái trạng thái là thư giãn hoàn toàn. Và lúc này á, thì chúng ta sẽ bắt đầu nói những cái lời cảm ơn đến với cơ thể của mình này, đến với cuộc sống của mình này, đến với những cái điều tốt đẹp đã diễn ra trong suốt cái ngày hôm đó của mình. Và chúng ta sẽ gửi đến bản thân những cái lời cam kết, những cái lời hứa rằng là tôi sẽ tận dụng từng giây, từng phút một trong cuộc sống của cái năng lượng sống này để làm những cái điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của tôi và những người xung quanh. Rồi dần dần chúng ta thả lỏng cơ thể và để cho cái cơ thể của chúng ta nó từ từ chìm vào giấc ngủ một cách thật là tự nhiên. Thì mình chắc chắn là đêm đó các bạn sẽ có một giấc ngủ rất là sâu. Và trong cái giấc ngủ đó thì cơ thể của chúng ta nó sẽ tự thực hiện những cái chức năng chữa lành. Cho nên trên đây là 4 bài tập để thực hành chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày. Bài đầu tiên là hít thở có ý thức. Bài thứ hai là tự chữa lành những cái tổn thương trong cơ thể và tinh thần. Bài thứ ba là tập cảm nhận sự hạnh phúc và tình yêu ở trong hiện tại. Và bài thứ tư là tập chánh niệm trước khi đi ngủ. Cái đích của những cái việc thực hành chánh niệm này á, là chúng ta làm chủ được tâm trí của mình, đưa tâm trí trở về với hiện tại. Thì khi đó chúng ta sẽ thoát ra khỏi những cái vọng tưởng về tương lai, về quá khứ, giải phóng những cái năng lượng tiêu cực không cần thiết, tăng trưởng cái trí tuệ. Và khi đó thì chất lượng cuộc sống cũng như là giá trị bản thân của chúng ta nó sẽ dần dần được nâng cao lên. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này. Nếu như các bạn còn cái thắc mắc gì về 4 cái bài tập này á, thì các bạn có thể đặt câu hỏi ở dưới phần bình luận và mình sẽ trả lời thêm cho các bạn ở đó. Nếu các bạn quan tâm đến chủ đề về tu tập, chữa lành hay là phát triển bản thân thì hãy đăng ký kênh và để lại bình luận cho mình biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.